Cháu chào chú Định. Chào người đẹp. Chú. Cháu thấy chú bảo là ca sĩ đợi lâu quá về hết rồi phải không chú? Đợi quá lâu rồi nhưng mà... Hơi tiếc nhỉ? Cũng được. Thế không sao, không có ca sĩ nhờ thì ca sĩ kê nhà lá mườn cũng được. Cái quan trọng là chú nhưng mà chính. Còn ca sĩ nào thì ca sĩ nhưng quan trọng là rồi, loa okay. Của chú là chú phải hát. Theo dõi cách đây khoảng hơn một năm rồi. Vâng. Nhưng mà kết cái bộ này lâu rồi nhưng mà giờ mới thực hiện được. Nhưng mà gặp được người đẹp thế này là ok rồi. Vâng, cảm ơn chú. Hôm qua cháu vừa mới giao đúng một con loa này, y hệt như này. Ở xã bên cạnh xã mình, qua là xã gì nhỉ? Vân Canh, Tứ Kỳ. Cách đây chắc cũng chỉ khoảng 4-5 cây thôi. Thì lúc hôm nay chúng cháu giao hàng đây, cháu đâu đoán là hay là chú có quen biết thì mình đấy không? Hôm nay trực tiếp là thôi em hay chú cũng được. Em hay cháu cũng được nhưng mà vâng, chú. Cảm thấy trực tiếp về đây vâng, giao hàng và hướng dẫn là chú. Dạ vâng ạ. Xem trên YouTube nhiều. Ngồi trên xe cứ xem mãi. Vâng. Nhiều khi phải mua thêm ghi ấy, mua thêm 4G ấy. À. Để xem. Mua thêm dung lượng, lưu lượng, tốc độ cao. Bởi vì chú đi làm nhiều. Vâng. À chú lái xe ok. À? Ừ. Vâng. Lái xe mà. Vâng. Lái xe là vừa lái là vừa mở chương trình YouTube Loa Cao Xanh để xem. Cái lúc lúc mình rảnh rỗi. À lúc rảnh rỗi. Mình. Đúng rồi, cháu nghĩ thế chứ lúc đang lái xe là sao mà xem được, lái xe chỉ nghe nhạc thôi. Nhưng mà kết đám rồi nhưng mà vâng, hôm nay thực hiện được. Vâng, thế thì đây. Cứ nào có gì. Chú hộ cháu một tay, chú cháu mình cho loa xuống để test xem là. Vâng. Để xem là có giống như là chú kỳ vọng khi xem trên mạng không? Trước năm ngoái là định lấy con 9900. 9900. Nhưng mà con 9900 nghĩ là nó không hợp lý lắm. Chắc là chú thích là hai bên cho nó cân phải không? Ừ. Vâng. Phải nói là trước khi con này ra chưa ra thì con 9900 là sự lựa chọn rất tốt cho gia đình ấy. Ừ. Nhưng mà khi con này ra thì nó lại phù hợp hơn với gia đình. Còn con 9900 thì phù hợp hơn để đánh ngoài trời. Để dã ngoại hoặc là không gian bên ngoài. Đắn đo còn là xem con 8810 thì nó nhưng mà nghe chừng nó hơi ấy một tí. Nó hơi nhỏ chứ hay là nó theo người ta đánh giá một là nó thiếu trầm hay thiếu gì ấy. À. Chú đánh giá hay là chú tự đánh giá hay là chú nghe mọi người nói? Nghe người ta nói. Chắc chú đọc bình luận ở dưới. Ừ. Thì là ví dụ như là người ta bảo là tiền nào của đấy. Đúng rồi, chính xác các chú ạ. Nó hay thì nó là hay rồi, thế nhưng mà hay trong cái tầm giá là 16.8 triệu. Nhưng mà con này nó là 29.6 triệu. Nó lại gần gấp đôi. Cho nên đương nhiên là so sánh hai con đấy thì nó lại là khập khiễng. Rồi. Vâng. Thế mình cố. Nhưng mà quan trọng cuối cùng là cái người mua, khách hàng cảm thấy hài lòng hay không thôi. Nhưng cũng có những người cảm thấy cái loa có thể là 5-7 triệu là ok thôi thì nó là ok. Ừ. Vâng. Đẹp luôn ngoài đó. Vâng. Chú cho cháu mượn một cái kéo với một cái ổ cắm chú nhá. Thôi ổ cắm luôn rán. Nhưng mà kênh hết xuống nhá. Ổ cắm thì chỉ cần một chỗ này cắm là được chú ạ. Cần dài không? Không cần đâu chú ạ, cứ ra đến đây là được. Ừ. Thế mà trên mạng là ai cũng bảo là em đẹp dai. Thế thì chú nhìn cháu bên ngoài là đẹp dai hơn hay xấu dai hơn trên mạng? Mà quan trọng là loa chứ, người bán loa thì quan trọng gì. Ừ. Quan trọng là chú phải nhìn cái loa. Ừ. Đây thì cháu khui ra để chú chiêm ngưỡng cái loa. Tại vì cái loa nó hay, cái loa nó đẹp thì là người bán loa tự dưng là đẹp dai thôi. Đẹp dai xinh gái thôi. Mà cái loa mà nó không hay mà nó lại xấu thì là người bán loa này không thể nào đẹp được. Mình cân đối mình giữa cái 16 triệu, 16 triệu 800 với lại cái này. Thì tôi cố lên đi. Những khách hàng mà ngân sách người ta chỉ có tầm đấy, người ta không cố lên được. Thì người ta cảm thấy hài lòng được với cái sản phẩm đó. Còn nếu như chú mà chú đủ khả năng thì chú chi trả cho những cái sản phẩm cao cấp mà chú lại yêu thích nó thì cũng chả có lý do gì để mình phải mua một cái chiếc loa rẻ tiền hơn cả. Cho nên là cái này là nó cũng vô cùng phải không chú? Đúng rồi. Nó như là cái món ăn tinh thần, nó cũng như là cái món ăn bình thường mình ăn thôi. Món nào ăn thì cũng đều no. Thế nhưng mà có những món thì mình cảm thấy là mình tâm đắc, mình tâm huyết, mình yêu thích nó thì mình thấy nó ngon. Nhưng mà kết lâu rồi nhưng mà bây giờ mới quyết định dùng ấy.
Thế là chú theo dõi Loa Ca Xanh là thời gian là được bao nhiêu lâu rồi chú? Tầm gần 2 năm. Gần 2 năm, thế là cũng rất lâu rồi đấy. Thế là chú theo dõi từ thời mà còn chưa ra con 99.00 đâu. Thế thời đấy thì có khi là toàn loa có bình nhớ quy đấy. Bởi vì là 99.00 chớm mà. Bắt đầu chớm 99.00. Chớm mới ra. Vâng. Đi hát hồi chú bài ấy. Gọi mấy anh em xuống nhưng mà người ta bảo là tầm 4 5 giờ mới xuống uống rượu chứ còn rượu nhà đây. Sợ là không uống được thôi. Nhưng mà hôm nay là có cái đồng chí này là Minh hả? Vâng, cháu là Minh. Ừ, trực tiếp giao loa này là ok rồi. Là tin tưởng phải không chú? Cứ đúng người là sẽ đúng loa. Nhiều khách hàng mà, nhiều khách hàng cũng nói là chúng cháu thì nhà cháu thì có 4 cái xe cơ. Thì cháu thì nhất là Tết này thì đơn hàng nhiều quá thì không thể phân thân ra để đi giao mọi đơn hàng được. Thì những cái xe khác là không có cháu đi. Thì nhiều khách hàng là phải gọi điện cho này, nhìn thấy cháu qua video xác minh là đúng là cái loa này là của Loa Có Xanh, đúng mặt cậu Minh này thì lúc đấy mới tin tưởng mới trả tiền đấy. Không phải mình thực ra mình kết lâu rồi nhưng mà nó phân vân về tài chính. Vâng, thu nhập nó hạn chế thì mình không dám mua, nhưng mà khi nào nó ổn định vâng là mình chiến luôn. Gọi là khi mà mọi yếu tố là đầy đủ phải không chú? Ừ. Vừa là đủ đam mê, đủ yêu thích, đủ tìm hiểu, đủ kỹ, đủ tài chính, chơi luôn rượu đầy bình rồi. Rượu đầy bình à, đây. Nói nhạc nên là biết chuẩn rồi, chuẩn rồi. Này chú cho giữa đi ok. Nhưng mà bao nhiêu người báo đúng là loa thì trên mạng thì nhìn to nhưng mà ở đây thì nhìn bình thường. Ở ngoài nhìn lại không, không to bằng trên mạng hả chú? Ừ, âm ni to. Cái loa là thon đúng không? Bao nhiêu người thế? Vâng. Thế mới vui này. Riêng cứ phải... Cứ bảo là cái hát này mà nó không to thì nó lại không không cảm xúc, nó không giặt rào được. Nghe nhạc thì có thể mình nghe nhỏ nhỏ thôi nhưng mà khi đã hát rồi là phải hát to, thoát ra được cái tiếng thì nó mới hay. Quan trọng nhất là người quảng cáo là bây giờ về trực tiếp này. Có hay không là phải ở đây này, nó mà hay là rồi đông người mua đấy. Để cháu kết nối với điện thoại để test nhạc cho các chú thưởng thức nhá. Có người con gái đông về đàn áo ấm xa xa trời. Ước mơ không trong xa lại chẳng minh chuyện người đàn áo một vầng trăng xe bóng chia đôi áo đan chưa rồi lỡ mưa đông về xa lạnh người đi. Âm lượng cho bật như vậy là 70%. Vâng. Chú có cần cho hết cỡ để chú xem. Không, cái... chỉ 50% là đủ. Làm vỡ loa chứ. Cho về tí nhạc sản. Vâng, cho gì nhạc bốc nhé. Vâng, vâng. Initializing sound system. Sound system activated. Initiating sound check. Nightmare Remix. Preparing and initiating bass test. Máy tôn của chú là dùng như mưa rào ấy.
nhiêu tiền? Chú đoán xem bao nhiêu? Bây giờ không chú nghe chú đoán xem bao nhiêu? Nói tâm lại không để ý. Thôi cho vào nhà nắp đi. Vào nhà kết hợp để mọi người hát một hai bài cho chú ạ. Chú bảo này, cháu chỉnh chuẩn đi nhá. Vâng. Xong bắt đầu là chú chỉ phải dùng thôi. Vâng, cháu chỉnh chuẩn hết mà. Chú làm bài đi chú. Đây. Chú hát bài gì cháu chọn cho chú luôn. Bấm bài Ngẫu Hứng Bolero này. Ngẫu Hứng Bolero Karaoke. Bài này hay đấy. Tình nỡ chờ em trong xóm xa, thao thức về em xóm đêm lạnh lùng. Đêm đông thành phố mưa bay, khuya nay em đã đi rồi. Chụp nhìn nhau tình đời ngang trái, mất đắng tình yêu trong biển. Cháu kê cho chú luôn nhá. Cho cháu nhìn thì chú có kê hai bên cái tivi phải không chú? Rồi, cháu nhìn trống rồi khả năng là chú tính toán cả rồi. Thời gian nó có hạn cho nên là tí nữa chú lại đi có công việc hả chú? Ừ. Vâng, bỏ xa cho thấy chú gấp gáp. Đang đi trên đường vừa lên cao tốc đấy, chú thấy chú gọi chú bảo là nhanh nhanh để chú vào cao tốc là sốt ruột lắm. Vâng. Chú ơi, chú hộ cho một tay cho vào cho nó nhanh. Rồi. Ok. Bây được. Trong nhà chỉ 5-60% thôi. Tự bây được. Một người bây được thì nó hơi nặng chú ạ. Vì cái này nó là... Cứ đi dài vào nhá. 35 cân dạ vâng. Nhưng mà cần chỉnh những cái gì mà... Những cái gì mà... Đây cháu hướng dẫn chú. Để cháu hướng dẫn chú. Tại vì cháu chỉnh hết rồi. Cái này hướng dẫn chú mấy cái cơ bản là được thôi. Theo dõi hơn một năm rồi biết rồi. Vâng. Quan trọng nhất là bây giờ mình cần chỉnh những cái gì mình... Khách của mình đến... Nhiều khi người ta uống rượu say người ta bỏ là... Nếu mà ai chỉnh thì chú chỉnh, chứ mọi người không biết thì mỗi người một chỉnh một kiểu là nó khó lắm. Ừ. Thì chỉ có to nhỏ thôi chú ạ, tăng giảm thôi. Ừ. Thì còn những cái kia thì theo cháu là không phải chỉnh nữa, tại vì cháu chỉnh là nó để cân bằng là nó rất là ok rồi, đây để ngoài cho cắm. Nhưng mà kết nối thử xem là nếu mà không kết nối được thì... Kết nối được TV chứ chú? Ừ, kết nối TV, nếu vâng. Không kết nối được thì mình lại phải mua cái khác, mình mua dây mình kết nối sau. Vâng. Quan trọng nhất là tí anh em bạn bè người ta đến người ta hát ấy. Vâng. Là kết nối tivi sao nào. Vâng, đây cho kết nối tivi luôn cho chú. Cái này sau mà chú bố trí cho lên đây được nó đẹp này. Như này nó hơi bị kích một tí. Ừ. Chú làm hai cái đôn nó cao cho hai bên tivi. Rồi ok. Để cái loa cao tivi một cái đấy tính sau. Vâng. Nhìn nó vừa đẹp âm thanh nó hay hơn. Để loa cách nền một tí âm thanh nó hay hơn. Đây cho hướng dẫn chú một số cái này. Rồi. Nếu như chú hát rồi bật cả cái này nhá. Còn nếu mà không hát thì chỉ cần hai cái thất dưới đây thôi. Đây này, vang này, này, tắt này. Đấy, mic này. Nếu mà chú không hát thì chú nghe nhạc thì chú chỉ bật hai cái dưới đây được rồi. Hai cái này là to nhỏ của hai bên loa. Chú có để thẳng lấy góc 12 giờ cho cháu. 50%. Bởi vì công suất của đẩy, người ta làm tại sao người ta cố tình người ta làm để thẳng lên 12 giờ vì là tăng lên nó cũng được thôi. Thế nhưng mà ở 12 giờ thì cái đẩy nó sẽ là bền nhất và âm thanh ra nó sẽ là hay nhất. Cho nên là bao giờ là cái công suất của đẩy là chúng cháu là nó phải làm sao để nó gấp đôi công suất của loa thì tiếng nó mới căng được. Ừ. Tại vì lúc nam thì cũng chỉ giống 50% thôi. Đấy. Chứ còn nhiều người khi mà nếu mà những người không biết người ta ghép cái đẩy công suất đẩy bằng công suất loa lúc nào cũng phải để kịch như thế này này thì đẩy rất nhanh cháy. Ừ. Với thứ hai là loa nghe nó không căng. Rồi. Đấy. Lúc nào nó cũng chỉ 50% giống như chú cháu mình ấy. Đúng rồi. Ví dụ như một ngày. Rồi. Lái xe tối đa có khi được 20 tiếng ngủ 4 tiếng đấy. Nhưng mà như thế nó nhanh mệt, nhanh ốm. Một ngày cứ lái tầm khoảng 5-7 tiếng thì lúc nào cũng khỏe. Ừ.
Để ví dụ thế. Thôi cháu cảm ơn chú nhá. Vâng. Cảm ơn chú.